Bây giờ là thời gian dành cho bản tin 365 ngày chuyển động. Thư Kiều và Minh Thiện rất vui khi được đồng hành cùng với bà con mỗi ngày. Kính chúc bà con luôn vui khỏe, hăng hái sản xuất, làm ăn trúng mùa trúng giá. Bản tin 365 ngày chuyển động do Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng và Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang phối hợp thực hiện, cập nhật liên tục giá cả nông sản biến động trong ngày, các mô hình sản xuất hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ cao. Mời bà con và quý khán giả điểm qua thông tin hôm nay. Lê Dung hiếm quýt hồng chân Tết, dự báo giá tăng cao. Chanh thì chua nhưng thật kỳ thú, có giống chanh không chua mà còn ngọt. Hiếu kỳ về giống chanh này, mời bà con cùng chúng tôi tìm hiểu xem chúng đang được trồng ở đâu. Lâm Đồng triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Hiện nay thì ngành dâu tằm tơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang được khôi phục. Những diện tích dâu được trồng mới thời gian gần đây chủ yếu được bà con các địa phương chuyển đổi từ một số cây trồng kém hiệu quả. Ngành dâu tằm tơ phát triển là do gần đây năng suất tằm và giá cán tằm nâng cao, nông dân có lời. Diện tích trồng dâu hiện nay đạt gần 6.800 ha, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Sản lượng lá dâu đạt 124.600 tấn mỗi năm, năng suất bình quân là 20 tấn mỗi hecta. Diện tích dâu phát triển kéo theo lượng trứng tằm cũng được tiêu thụ mạnh hơn. Hiện nay, ngoài việc khuyến khích nông dân sử dụng các giống dâu chất lượng, ngành chức năng còn tổ chức nhiều đợt tập huấn, xây dựng các mô hình mẫu để bà con nông dân tham khảo, áp dụng vào thực tế sản xuất tại gia đình mình. Nhiều hình thức liên kết sản xuất cũng được hình thành. Đến miền Tây và thời điểm chuẩn bị Tết trong năm nay thì du khách có thể ngắm vườn quýt hồng tuyệt đẹp vàng óng và được thưởng thức các loại trái cây ngon của vùng. Nhưng mà năm nay tôi nghe đâu là vườn quýt hồng ở Lai Dung, Đồng Tháp thì hiếm quýt để mà chưng Tết hơn mọi năm do dịch bệnh, nên giá kiển quýt năm nay thì không rẻ rồi đó anh Minh Thiện. Hiếm hàng thì giá tăng cao, đó là quy luật cung cầu. Vậy thì năm nay hy vọng nhà vườn nào còn chăm sóc tốt sẽ có thu nhập khá cao. Nhà vườn ở đây đang chuẩn bị những khâu cuối cùng như thế nào? Bây giờ xin mời quý khán giả và bà con cùng tìm hiểu thông tin sau đây. Với bà con nhà vườn ở tỉnh Đồng Tháp, nhất là trong tổ hợp tác quýt hồng, thời điểm này đang lên chậu kiển, chăm sóc từng chậu để giao cho khách hàng. Nhưng hầu hết đều không vui vì sản lượng năm nay giảm hơn một nửa. Thống kê mới nhất, xã Long Hậu, nơi trồng quýt hồng lâu năm nhất trong huyện, hiện tỷ lệ nhiễm bệnh làm thiệt hại lên đến 70%. Còn ở xã Tân Phước, diện tích quýt hồng thiệt hại khá cao, 50–60%. Các xã khác dịch bệnh cũng xuất hiện tràn lan, khiến nhiều vườn cây bị giàn lá và chết dần. Anh Minh Thiện nè, hồi nào giờ khi mà nhắc đến chanh thì nhiều người sẽ nghĩ rất là chua và khó có thể thưởng thức khi mà không pha cùng với các nguyên liệu khác. Đúng rồi, đó là bản chất của chanh mà đâu có gì lạ đâu chị Thư Kiều. Rất lạ nha. Có một giống chanh không có chua, và tôi nghĩ đây là một điều thú vị và bất ngờ đang gây tò mò cho bà con và quý khán giả đang xem chương trình. Để xác minh về danh tính của giống chanh này có thật sự như là tôi nói hay không, thì mời anh Minh Thiện cũng như là bà con gặp một lão nông ở miền Tây đang sở hữu giống chanh có vị không chua này qua ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Hơn một năm trước, khi xem thông tin trên mạng và thấy quảng cáo từ một trang web bán giống chanh dây ngọt Colombia có tác dụng tốt cho sức khỏe, nên ông Công đã đặt mua một túi giống 10 hạt từ Hà Nội về để trồng. Ruột của loại chanh dây này có hạt màu vàng, khi ăn có vị ngọt thanh và thơm, từ đó đã tạo được sự bất ngờ cho bà con địa phương. Loại chanh dây ngọt này chỉ cần làm vàng cho dây leo, không tốn nhiều phân bón và công chăm sóc. Trái sẽ ra liên tục, có thời gian sinh trưởng từ 3 đến 4 năm. Nếu như chanh dây thông thường thì khi uống cần lấy ruột pha với nước và bỏ thêm chút đường, thì chanh dây Colombia khi dùng chỉ cần chẻ đôi, lấy muỗng múc hạt bên trong ăn hoặc dùng để pha thức uống kèm với đá lạnh thì có vị ngọt mát, mùi thơm hấp dẫn. Hiện nay dù được nhiều người thích thú nhưng ông Công chỉ tặng cho người quen là chủ yếu. Nếu có người hỏi mua, ông cũng bán với giá ban đầu khoảng 100.000 đồng một ký do số lượng trái hiện nay chưa nhiều. Hiện ông Công đang chiết dây ra để làm giống với giá bán là 100.000 đồng một dây. Đã có nhiều người tìm đến hỏi mua, đem về trồng thử. Và đó là giống chanh dây ngọt có xuất xứ từ Colombia. Việc trồng thành công loại chanh này tạo nên yếu tố độc lạ hiếu kỳ cho nhà nông. Mong rằng trong thời gian tới, loại nông sản này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con. Bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Tiếp tục là tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển. Kính thưa quý khán giả và bà con, trong bản đồ quy hoạch vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025 và đến năm 2035 định hướng phát triển vùng nông nghiệp, theo quy hoạch sẽ phát triển ngành nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành. Lâm Đồng là trung tâm nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của cả nước, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị cao trên thị trường quốc tế. Vùng nông nghiệp gồm vùng chuyên canh rau, hoa ở Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà, sản xuất nấm thực phẩm cao cấp và nấm dược liệu. Dùng trồng lúa ở Cát Tiên, Đạ Tẻ, Lâm Hà, dùng chuyên canh chè ở Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh, Đà Oai, Đà Lạt, Lâm Hà, Đạ Tẻ, dùng chuyên canh cà phê vối tại Di Linh, Bảo Lâm, Lâm Hà, Đức Trọng, Bảo Lộc. Phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại công nghiệp, trong đó chăn nuôi bò sữa tập trung ở Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Bảo Lộc, chăn nuôi heo ở Đàm Rông, Lâm Hà, Đơn Dương. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Theo đó, chỉ đạo các sở ngành liên quan áp dụng các chính sách hỗ trợ của tỉnh để xây dựng, trình thẩm định phê duyệt các dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy định, đồng thời phải thực hiện các hồ sơ, thủ tục hỗ trợ theo đúng hướng dẫn. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã thu hút được 103 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt trên 533 triệu đô la Mỹ. Qua đó đã hình thành những vùng chuyên canh có quy mô sản xuất lớn, tương đối tập trung. Trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 52.000 ha, góp phần đưa giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích rau đạt từ 400 đến 500 triệu đồng một ha một năm. Hoa đạt từ 800 đến 1 tỷ 200 triệu đồng một ha một năm. Chè chất lượng cao đạt khoảng 250 triệu đồng một hectare một năm, cà phê đạt khoảng 240 triệu đồng một hectare một năm. Thực tế, sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh đã giúp cho nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh phát triển. Đạ Tẻ là một trong 3 huyện phía Nam có điều kiện canh tác kém thuận lợi hơn các địa phương khác trong tỉnh Lâm Đồng do nhiều diện tích đồi núi dốc, đất đai thì cằn cỗi cho hiệu quả sản xuất thấp. Tuy nhiên, trong thời gian qua, bằng các nguồn lực, huyện đã vận động hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Địa phương này đã chuyển đổi từ đất lúa, điều và cây trồng khác kém hiệu quả sang trồng cao su, tre tầm dông, tràm lấy gỗ, đặc biệt là cây ăn trái là một trong những diện tích mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến Đạ Tẻ hôm nay có gì khác? Thưa quý vị, phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện. Đây là vườn dâu của gia đình chị Chu Thị Thận ở xã Hà Đông, huyện Đạ Tẻ. Trước đây, gia đình bà Thận chỉ có thể trồng được 2 vụ lúa năng suất thấp, giá trị kinh tế không cao. Nhưng vài năm trở lại đây, khi giá cán tầm được nâng cao thì gia đình bà Thận đã chuyển sang trồng dâu nuôi tầm và thu nhập đã tăng lên gấp nhiều lần. Tho ra một cân kén là 120. Ngày trước kia thì cân lúa có chỉ được 3.500 hay 4.000 là cùng thôi. Thì bây giờ kiểu nó là gấp là 2-3 lần đấy. Thì cho nên bà con bây giờ thấy là cái cây dâu mà nuôi tầm cảm thấy là nó bây giờ nó mang ích lợi cho bà con không khá quá thì bà con lại thay đổi chương trình ra như thế này. Bà Thận là một trong số ít các nông hộ tại huyện Đạ Tẻ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng theo kịp nhu cầu của thị trường và đem lại kết quả khả quan. Hiện nay, cây dâu là một trong những cây trồng chủ lực của Đạ Tẻ với hơn 1.300 hectare. Trên 8 sào đất vườn, gia đình anh Nguyễn Đức Thành ở xã Hương Lâm đã phá bỏ cây điều già cỗi sâu bệnh để trồng sầu riêng và cho thu nhập gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Và dĩ nhiên, anh phải thay đổi thói quen canh tác cũ sang một phương thức canh tác với những giải pháp kỹ thuật chuẩn xác hơn. Với những giải pháp cụ thể trên từng khu vực, từng loại cây trồng, từ năm 2016 đến nay, huyện Đạ Tẻ đã thực hiện chuyển đổi được hơn 1.600 hectare trong số 4.000 hectare đất sản xuất có giá trị dưới 50 triệu đồng một hectare, giảm được 40% diện tích. Trong đó, trên đất trồng điều hiệu quả thấp, giảm gần 1.400 ha, trên đất lúa bắp bên nguồn nước và vườn tạp giảm hơn 200 ha. Những thay đổi trên đã mang đến một tín hiệu tích cực trong đời sống sản xuất của người dân địa phương. Trên địa bàn huyện hiện nay là cây dâu là một cây rất hiệu quả và chúng tôi đã phát triển rất mạnh cái loại cây trồng này. Và một số loài cây trồng khác, ví dụ như là tre tầm vông, cây cao su và một số loài cây ăn quả. Bên cạnh đấy thì huyện đã làm rất là tốt cái chuyển đổi mùa vụ. Trong nhiều năm qua thì Đạ Tẻ có thể nói là một trong những cái địa phương đã chuyển đổi đi đầu trong cái chuyển đổi cơ cấu mùa vụ. Chúng tôi thực hiện cái chủ trương là 2 vụ lúa, 1 vụ bắp hoặc màu. Bên cạnh phát huy cái hiệu quả của cái giá trị sản xuất thì nó cũng có một cái điều cũng hết sức là cần phải ghi nhận, đó là hạn chế được cái dịch bệnh trên cây lúa. Chuyển đổi thành công cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị thu nhập trên từng đơn vị sản xuất, tức là đã thay đổi thành công thói quen canh tác của một bộ phận nông dân. Bởi thay đổi cây trồng đồng nghĩa với việc người dân phải đầu tư mới về vật tư nông nghiệp và kỹ thuật canh tác. Điều này đòi hỏi không ít chi phí, công sức và cả sự mạnh dạn dám nghĩ, dám làm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đạ Tẻ đã đạt được những thành công bước đầu. Tuy vậy, vẫn còn nhiều khó khăn để Đạ Tẻ và các địa phương khác trong tỉnh có diện tích canh tác giá trị thấp dưới 50 triệu đồng có thể chuyển đổi sang trồng các cây trồng khác có giá trị cao hơn. Cần có sự đồng hành nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của chính các nông hộ. Chọn cây con phù hợp thay thế diện tích cây trồng, vật nuôi và cõi trên cùng một diện tích là cách làm hiện nay nhiều nông dân thực hiện mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, vì thay thế cây trồng khác nên để mô hình đó thích nghi, phát triển thì người nông dân phải tập huấn kỹ thuật, am hiểu về loại cây trồng, vật nuôi mà mình chọn. Và không chỉ Đạ Tẻ mà các huyện, thành phố ở Lâm Đồng đang làm rất tốt vấn đề này. Rất cảm ơn bà con và quý khán giả đã đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai.